Truyện Vạn Cổ Thần Đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Mè Mầu Phía Sơn Tơ vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 121. Vô vọng khách điếm. Bóng người màu đỏ tay cầm hai thanh đoạn thương, một thương đâm tới cái ót, một thương đâm tới sau lưng Đoan Mộc Nhã. Liễm khí thuật của người này cực kỳ cao minh, mặc dù dùng tu vi của Đoan Mộc Nhã cũng không thể phát hiện hắn tiềm phục ở trong nước. Hơn nữa sát khí trên người hắn cực kỳ dày, thời điểm hắn bay ra mặt nước, trên người phát ra sát khí, ngay cả nước trong hồ cũng đông lại thành băng. Rất hiển nhiên, người này là một sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tiềm phục ở dưới đáy hồ, nhất định là muốn áp sát Đoan Mộc Nhã. May mắn lúc trước Trương Dần Trần phóng ra từ thường lực dò xét chung quanh một lần, bằng không đoán chừng cũng không cách nào phát hiện hắn. Thời điểm Trương Dần Trần nói ra chữ cẩn thận, Đoan Mộc Nhã cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng vận chuyển chân khí, thi triển thân pháp lưu quang phi ảnh, như một con bước quay chung quanh đình nghỉ mát phi hành một vòng, rơi xuống trên dạ sơn cách đó không xa. Oanh, tuy nam tử kia không thể giết chết Đoan Mộc Nhã, nhưng lại bộc phát sóng xung kích cường đại, chấn đình nghỉ mát như nam xe bảy. Trương Nhật Trần duỗi ra một tay, cách không cái bốn thi nữ của Tân Nhã ra phía sau hắn, tránh thoát một kiếp, bằng không dùng kinh khí của nam tử áo đỏ đủ để đánh chết toàn bộ các nàng. Xen vào việc của người khác, đợi tí nữa lại tới thu thập ngươi. Sắc mặt nam tử mặc áo đỏ tái nhợt, giống như cương thi, lạnh lùng trừng Trương Nhật Trần. Sau đó hắn xông ra ngoài, tiếp tục công kích Đoan Mộc Nhã. Trương Nhật Trần như trước ngồi nghiêng tại chỗ, một cái ghế, một cái bàn, trong tay còn cầm ly trà nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có để hắn uy hiếp vào trong lòng. Vừa rồi mặc dù có Trương Nhật Trần nhắc nhở, nhưng Đoan Mộc Nhã vẫn phản ứng chậm một nhịp, quần áo ở lưng bị một cây đoạn thương chém rách, trên da thịt lưu lại một vết máu thật dài. Có thể tưởng tượng nếu nàng phản ứng chậm chút nữa, nói không chừng sẽ chết ở dưới đoạn thương. Đoan Mộc Nhã đứng ở trên hòn đông bộ, âm thanh lạnh lùng nói: Phương Kiệt, ngươi lại dám bám sát ta, thật to gan. Đoan Mộc Nhã, ta phụng lệnh tông chủ đến đây giết ngươi, bất quá nếu ngươi nguyện ý gia nhập Huyết Dân Tông, hơn nữa sau này làm nữ nhân của ta, hôm nay ngươi có thể không chết. Phương Kiệt nói: Chính là một Huyết Dân Tông cũng muốn thu phục ta. Đoan Mộc Nhã lắc đầu cười cười, tự hồ là đang cười Phương Kiệt vô tri. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể trước phế tu vi của ngươi, lại chậm rãi dạy ngươi là một nữ nhân. Sóng long đoạt mệnh. Phương Kiệt dâm ta đỡ nụ cười, nhanh chóng huy động song thương, không ngừng công kích Đoan Mộc Nhã. Đối với vô vật như Đoan Mộc Nhã, Phương Kiệt đã thèm thuồng thật lâu. Trước kia Đoan Mộc Nhã là người bái Nguyên Ba giáo, dù Phương Kiệt lại muốn đạt được đàn như thế nào cũng chỉ có thể khắc chế. Nhưng hiện tại Hắc Thị sắp vạch mặt với Ma giáo, phía trên đã bí mật ra lệnh, bước đầu tiên là diệt trừ tổng đà chủ của Ma giáo ở Tân Quận Phủ. Dùng cái này bức bách Ma giáo không thể không rời khỏi đô vực tà thổ. Đã như vậy, Phương Kiệt sẽ không cố kỵ nữa, chủ động tới giết Đoan Mộc Nhã. Nếu có thể bắt được vô vật kia, dù muốn hắn giảm thọ 20 năm, hắn cũng nguyện ý. Oanh, Phương Kiệt công kích, hóa thành vô số thương ảnh bổ vào trên giả sơn, lập tức chém hầu đoan bộ thành đá vụn. Đoan Mộc Nhã vốn muốn ra tay đánh trả, thế nhưng vừa mới vận chuyển chân khí liền phát hiện phần lưng truyền đến nóng rát đau đớn, trong kinh mạch tốc độ chân khí vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp. Trúng độc! Đoan Mộc Nhã thầm kêu một tiếng không tốt. Đoạn thương trong tay Phương Kiệt, tên song tử đoạn hồn thương, đạt tới chung vụ bảo khí cấp 11. Hơn nữa đoạn thương quanh năm gồm ở trong kịch độc, chỉ cần quét trúng tu sĩ, độc tố sẽ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, ăn mòn chân khí. Bành! Đoan Mộc Nhã cưỡng ép vận chuyển chân khí, đánh ra hai đạo chữ ấn, cùng Phương Kiệt liều mạng một kích. Hai thanh song tử đoạn hồn thương, một cây toát ra hàn khí lạnh như băng, một cây tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, đục lỗ chân ấn hiểm hiểm đâm tới eo của nàng, mũi thương sắc bén xé rách thắt lưng, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Phương Kiệt là sát thủ thứ 8 của Huyết Dân Tông, tu vi đạt tới Ngư Long Lục Biến đỉnh phong, hiện tại ta đã trúng độc, không thể nào là đối thủ của hắn, phải lập tức ly khai. Đoan Mộc Nhã cực kỳ tin tưởng tình huống của mình, cũng biết thực lực Phương Kiệt cường đại, đã không thể lực địch, chỉ có thể rút lui. Nếu đợi đến lúc độc tố trong cơ thể hoàn toàn phát tác, như vậy dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đương nhiên trước khi trốn, nàng nhất định phải mang theo Mộc Linh Thi. Phong ấn trong cơ thể Mộc Linh Thi còn không có cởi bỏ, tu vi chưa khôi phục, căn bản không thể nào là đối thủ của Phương Kiệt. Nếu để cho thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo rơi vào trong tay Huyết Vân Tông, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đoan Mộc Nhã thi triển lưu quang phi ảnh, hai chân tự như dẫm thanh phong, thân thể mềm mại cách mặt đất bay lên, lao về phía đàn tháp. Đoan Mộc Nhã, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Chỉ nghe bá một tiếng, một nam tử cao gầy mặc quần áo màu đen,
Lăng Không xuất hiện ở trên mái ngói lưu ly. Sau đó nam tử cao gầy nhanh chóng xông ra, tay cầm trường kiếm đâm về phía yết hầu của Đao Mộc Nhã. Không giống Phương Kiệt, nam nhân cao gầy càng giống như một sát thủ lãnh huyết, thì triển ra kiếm chiêu hoàn toàn là vì lấy tánh bạc của Đao Mộc Nhã. Sát thủ thứ 9 của Huyết Dương Tông, Tào Ưng. Sắc mặt của Đao Mộc Nhã trở nên cực kỳ tái nhợt. Huyết Vân Tông liên tiếp phải ra hai cao thủ tới giết nàng. Có thể còn có cường giả khác ẩn giấu phụ cận hay không? Trái tim của Đao Mộc Nhã chìm đến đáy cốc. Cảm giác hôm nay dù muốn chạy trốn cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Hai tay Đao Mộc Nhã hợp lại, vội vàng điều động chân khí vận đến song trưởng, đánh ra một thủ ấn to lớn dài 7 mét. Phải! Tào Ưng vặn vẹo tay, trường kiếm đâm tới, bộc phát ra 36 bóng kiếm, phá vỡ thủ ấn của Đao Mộc Nhã, lần nữa đâm tới nàng. Đao Mộc Nhã duỗi ra hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, va chạm với kiếm của Tào Ưng, phát ra thanh âm bạch bành. Dùng hai người làm trung tâm, khí kình bạo phát ra, hình thành hơn 1.000 đạo kiếm khí tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Ầm ầm, phòng ốc kiến trúc liên tiếp sụp đổ, trên tường lưu lại một lỗ kiếm lớn cỡ chén ăn cơm, cả mặt đất bị đánh cho gồ ghề. Nghe được tiếng chiến đấu, võ giả ma giáo từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhưng thực lực của bọn hắn làm sao có thể chống lại cường giả Ngư Long Cảnh. Vừa mới xông vào sân nhỏ, bọn hắn đã bị kiếm khí đục lỗ thân thể, chết ngay tại chỗ. Trương Nhật Trường yên lặng nhìn hết thảy, nhẹ nhàng lắc đầu. Cao thủ Ngư Long Cảnh chiến đấu, địa cực cảnh và thiên cực cảnh cũng dám tới gần, quả thực là không biết sống chết. Dù hắn muốn cứu người cũng cứu không được nhiều như vậy. Ma giáo và hắc thị tranh chấp, Trương Nhật Trường căn bản không muốn nhúng tay. Dù sao đi vào Đông Vực tà thổ, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, có thể không gây chuyện thì tận lực không gây chuyện để tránh bạo lộ thân phận. Mục tiêu của hắn chỉ có một là giết đến nhất. Đoàn Mộc Nhã có chút vội vàng rơi xuống đất, năm ngón tay máu tươi đầm đìa. Rất hiển nhiên vừa rồi giao thủ nàng đã rơi vào hạ phong. Tào Ưng cũng rơi xuống mặt đất, tay cầm một thanh trường kiếm đi tới hư lạnh một tiếng. Ma giáo tổng đà chủ, cũng không gì hơn cái này. Nếu ta không trúng độc, hai người các ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Khí tức của Đao Mộc Nhã có chút suy yếu, cánh tay không ngừng run rẩy. Phương Kiệt từ phía sau đi tới, nhe răng cười nói: Đao Mộc Nhã, hôm nay ngươi trốn không thoát. Hừ! Đột nhiên một thanh âm xé gió rất nhỏ vang lên, một cây châm từ phương hướng đàn tháp bay ra, đánh về phía sau lưng Phương Kiệt. Lỗ tai Phương Kiệt giật giật, nhanh chóng quay người huy động đoạn thương đánh vào châm nhỏ. Bành! Châm nhỏ nổ tung, hình thành một vòng năng lượng cường đại, chấn Phương Kiệt liên tiếp lùi về phía sau 3 bước. Phá cương châm! Hai mắt Phương Kiệt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn bốn phía lại lùng đói. Người nào lăn ra đây! Phá cương châm, chân vũ bảo khí cấp 8, có thể phá vỡ cương khí hộ thể của tu sĩ. Chỉ cần đâm vào thân thể sẽ lập tức nổ tung, phóng ra năng lượng cường đại. Coi như là Ngư Long lục biến, một khi trúng chiêu cũng giữ nhiều lành ít. Bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng gió nhanh chóng, tổ hồ có người đang thi triển thân pháp biến hóa phương vị, lúc xuất hiện ở phía đông, lúc xuất hiện ở phía tây, làm cho người hoàn toàn nắm bắt không ra. Thanh đồng nữ tử phiêu miểu vang lên: Phương Kiệt, Tào Ưng, hai người các ngươi thật to gan, rõ ràng dám đối phó người bán nguyệt thần giáo. Tình Huyết Dương Tông các ngươi sẽ bị diệt môn hay không? Nữ tử kia dung nhập chân khí vào thanh đồng, hình thành lực lượng sóng âm lợi hại. Ánh mắt Tào Ưng cực kỳ ấm lãnh, nói: Nếu như thánh nữ điện hạ đã đến rồi, vì sao không hiện thân gặp mặt? Rất hiển nhiên Tào Ưng và Phương Kiệt đến có chuẩn bị, cho nên cực kỳ tin tưởng Đoan Mộc Nhã và thánh đường ma giáo đều liên nguyên thành. Trong nội tâm Trương Nhật Trần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía đàn tháp. Hắn có thể xác định thanh âm mới vừa rồi đích thực là của Đoan Mộc Linh Tinh. Chẳng lẽ nàng ly khai thánh viện về tới ma giáo rồi? Lúc trước thời điểm Vạn Triệu Ức đi thánh vương phủ bắt Trương Nhật Trần, an trí tội danh là hắn cố kết ma giáo, sát hại chiến sĩ cứu giới. Binh bộ ngay cả việc này cũng có thể điều tra ra, đoán chừng cũng thông qua chuyện phát sinh ở một linh cứu giới tra ra thân phận chân thực của Đoan Mộc Linh Tinh. Thân phận đã bạo lộ, Đoan Mộc Linh Tinh tự nhiên phải trở lại ma giáo. Trương Nhật Trần vận chân khí đến hai mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh. Rất nhanh liền phát hiện thân hình của Đoan Mộc Linh Tinh. Tuy thân pháp của nàng rất nhanh, thế nhưng tu vi quá thấp, làm sao giấu giếm được con mắt của Trương Nhật Trần. Linh Hy, con chạy mau! Đoan Mộc Nhã nói. Trốn không thoát! Ánh mắt Phương Kiệt lạnh lẽo, rất nhanh tập trung vào phương vị của Mộc Linh Hy, vì vậy bay vút ra ngoài. Oanh! Hắn trực tiếp dùng thương hình đánh vào vách tường, duỗi ra một cái tay chụp vào vai trái của Mộc Linh Hy. Đoan Mộc Nhã muốn đi cứu viện nhưng lại bị Tào Ưng đánh lui. Tào Ưng còn một kiếm đâm vào bụng đàn, để lại một vết kiếm khá sâu. Dùng tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn của Mộc Linh Hy, làm sao có thể là đối thủ của Phương Kiệt? Chỉ một chiêu, Mộc Linh Hy đã bị Phương Kiệt bắt. Thánh nữ bái nguyệt ba giáo, nguyên lai cũng không gì hơn cái này.
Năm ngón tay của Phương Kiệt chăm chú khống chế vai trái của Mộc Linh Thi. Độc tố trên ngón tay ăn mòn chiến y của nàng. May mắn Mộc Linh Thi mặc chiến y, bằng không độc tố trên tay Phương Kiệt đủ để ăn mòn làn da của nàng thành dịch thể. Nếu không phải tu vi của ta bị phong ấn, người có thể là đối thủ của ta sao? Mộc Linh Thi lạnh giọng nói. Bá. Trong đồng tử của Mộc Linh Thi đột nhiên bay ra một thanh cổ kiếm màu trắng, đâm về phía trái tim của Phương Kiệt. Cổ kiếm còn nhỏ hơn châm, nhưng khi nó đâm vào ngực Phương Kiệt lại lập tức trở nên dài chừng năm thước, biến thành một thanh thánh kiếm. Mặt ngoài thân kiếm có đạo đạo minh văn cổ xưa, để uy lực của kiếm trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Phương Kiệt không hổ là lão ba đầu thân kinh bát chiến, tuy bị Mộc Linh Thi đánh lén đắc thủ, nhưng ở trong thời gian ngắn hắn vẫn kịp phản ứng. Soạt, hắn buông vai trái của Mộc Linh Thi ra, hai chân phát lực nhanh lui ra ngoài. Phương Kiệt nhìn vết máu ở ngực, lại nhìn cổ kiếm trong tay Mộc Linh Thi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cười to nói: "Ha ha, tốt, một thanh thánh kiếm tốt. Thánh nữ điện hạ, thánh kiếm của ngươi từ giờ trở đi chính là của ta rồi." Phương Kiệt âm trầm ngưng tụ lực lượng, từng bước một đi về phía Mộc Linh Thi. Mộc Linh Thi như lâm đại địch, không ngừng lui về phía sau, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi. Dù nàng là thánh nữ ma giáo, trên người có rất nhiều ác chủ bài, nhưng tu vi của nàng và Phương Kiệt kém quá lớn. Nếu chính diện giao thủ với Phương Kiệt, căn bản không có bất luận phần thắng gì. Hơn nữa vừa rồi Phương Kiệt không chế vai trái, còn dùng ám kình để tay trái của nàng hoàn toàn trợ khớp. Hiện tại mục tiêu lực lượng cũng đề không đổi. Kỳ thực Mộc Linh Thi hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ lập tức thoát đi nơi đây, nhưng nàng lại không có khả năng bỏ xuống đau Mộc Nhã ly khai. Cho nên biết rõ không phải đối thủ của Phương Kiệt, cũng chỉ có thể liều mạng tận lực tìm cơ hội dẫn đoan Mộc Nhã rời đi. Trương Nhật Trần thật có chút bận tâm đoan Mộc Linh Tinh sẽ ăn thiệt thòi, cho nên nhịn không được nói: "Hai nam nhân khi dễ hai nữ nhân yếu ớt, chị sợ không tốt nha." Phương Kiệt dừng bước liếc qua Trương Nhật Trần, thanh âm lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lão phu chính là sát thủ thứ 8 của Hiến Chân Tông Phương Kiệt. Nếu ngươi thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn ở đó uống trà, không nên nhúng tay vào việc này." Trương Nhật Trần ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay vuốt vuốt chén trà cười nói: "Ha ha, Huyết Chân Tông uy danh thật lớn, chỉ tiếc bản công tử đã cùng lão bản bàn sinh ý. Nếu lão bản bị các ngươi bắt, ta buôn bán dài đây." Trương Nhật Trần cố ý cải biến thanh âm, lộ ra càng thêm nhẹ nhàng, làm cho người cảm thấy hắn là một hào khách lang thang không bị trói buộc. Mộc Linh Hy nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi, bởi vì cách một cây cột cho nên nàng căn bản thấy không rõ thân hình của nam tử trẻ tuổi kia. Phương Kiệt hừ lạnh: "Đợi lão phu bắt được thánh nữ ba giáo lại tới thu thập ngươi." Hai tay Phương Kiệt uốn lượn, hình thành hai thủ trảo, thi triển ra một loại vũ kỹ quy cấp hạ phẩm, Bạch Cốt Quỷ Trảo. Bạch Cốt Quỷ Trảo là từ Địa Ngục Quỷ Vương Trảo của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường diễn biến thành. Tuy uy lực không bằng Địa Ngục Quỷ Vương Trảo, nhưng cũng là một môn trảo pháp cực kỳ thâm độc, cao thâm. Khanh khách, mười ngón tay của Phương Kiệt không ngừng dài ra, rất nhanh trảo tới Mộc Linh Thi. Móng vuốt còn chưa kích lên người Mộc Linh Thi, nhưng trong không khí đang thành mấy chục thủ ấn bạch cốt. Chỉ nháy mắt, phương viên trăm dặm tất cả đều là thu ảnh, tạo thành cảnh tượng các bay đá chạy. Đồng thời, từng sợi độc khí ngưng tụ thành mây độc bao phủ hắn và Mộc Linh Thi. Dùng tu vi của Mộc Linh Thi, dù trong tay nắm giữ một thanh thánh kiếm, cũng không có khả năng ngăn trở bạch cốt quỷ trảo của Phương Kiệt, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Thời điểm bạch cốt quỷ trảo sắp kích lên người Mộc Linh Thi, Trương Nhật Trần hít một hơi, duỗi ra một ngón tay điểm lên bầu trời. Thiên địa linh khí hội tụ, ngưng tụ thành lôi điện. Ba, một đạo lôi điện từ giữa không trung bổ xuống, kích ra trên đỉnh đầu của Phương Kiệt. Lập tức thủ ấn và độc khí toàn bộ tiêu tán, toàn thân Phương Kiệt cháy đen, tóc dựng đứng, đặc biệt là đỉnh đầu, da đầu vỡ ra không ngừng chảy máu tươi. Vừa rồi một kích kia đương nhiên cũng kinh động đến Đoàn Mộc Nhã và Tào Ưng đang giao thủ, hai người bọn họ đồng thời dừng chiến, riêng phần mình thối lui, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhật Trần. Tinh thần lực đại sư, trên mặt Tào Ưng lộ ra thần sắc nghiêm túc, bắt đầu cảnh giác lên. Dùng tu vi của Phương Kiệt cũng trốn không thoát tinh thần lực công kích của đối phương, bởi vậy có thể thấy được tinh thần lực của người này khẳng định cực kỳ cường đại. Phải biết một tinh thần lực đại sư nếu có pháp khí tinh thần lực thì triển ra pháp thuật lợi hại, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố, có thể dùng sức một mình đối kháng một đám võ giả cùng cảnh giới. Ở cùng cảnh giới, võ giả căn bản không phải đối thủ của tinh thần lực đại sư. Đoan Mộc Nhã kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử thần bí đeo mặt nạ, không ngờ người này lại là một tinh thần lực đại sư. Ở cùng lôn giới, tinh thần lực đại sư là tồn tại cực kỳ cao quý, bọn hắn có tinh thông luyện khí, có tinh thông luyện đan, có tinh thông ngự thú, còn có tinh thông kim môn độn giáp. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, vô luận là thế lực nào cũng sẽ toàn lực lôi kéo, kể cả Hắc Thị và Ma Giáo.
Trương Nhật Trần như trước cực kỳ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Phương Kiệt và Tào Ưng, thản nhiên nói: hai người các ngươi nếu có thể ở trong ba hơi ly khai, ta có thể tha các ngươi không chết. Tinh thần lực đại sư thì thế nào, dám đưa nghịch huyết chân tông, đó là một con đường chết. Phương Kiệt vận chuyển chân khí để ép thương thế xuống, bỏ qua một linh thi, đắm song tử đoạn hồn thương công kích Trương Nhật Trần. Hai đoạn thương chuyển động rất nhanh, một thanh tản bắt ra hàn khí, một thanh thiêu đốt ra ngọn lửa nóng bỏng. Một băng một khỏa, hai cổ lực lượng xoay tròn rất nhanh, hình thành một vòng xoáy to lớn. Không biết tự lượng sức mình, Trương Nhật Trần điều động tư thường lực, nâng lên một tay, lập tức trong không khí ngưng tụ ra một mảnh lôi vân màu tím. Chỉ thấy từng đạo điện xà xuyên thẳng qua trong lôi vân, phát ra thanh âm đùng đùng. Cửu trảm điện đao, cánh tay Trương Nhật Trần vung lên, chém về phía Phương Kiệt. Lôi vân màu tím lập tức ngưng tụ thành lôi đao, dùng xu thế dễ như trở bàn tay chém về phía Phương Kiệt. Chỉ một đao chém xuống, Phương Kiệt đã bị chấn bay ra ngoài ba trượng. Cửu trảm điện đao là pháp thuật cấp 1, tổng cộng 9 lần liên kích, một đao mạnh hơn một đao. Thời điểm lôi đao thứ hai hạ xuống, đã phá vỡ phòng ngự của Phương Kiệt, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một vết thương dài cả mét. Phốc phốc, đao thứ ba rơi xuống, thân thể Phương Kiệt bị lôi đao chém thành hai khúc, thi thể máu chảy đầm đìa bay ra ngoài. Trương Nhật Trừng thu cánh tay lại, đình chỉ công kích. Đôi mắt của Đoan Mộc Giả nhìn chằm chằm nam tử thần bí, trong lòng thầm nghĩ: tinh thần lực đại sư thật lợi hại, Phương Kiệt còn chưa tiến vào trong vòng 10 trượng đã bị hắn hơi hợt đánh chết. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, hắn tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Dù Đoan Mộc Giả không trúng độc, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại Phương Kiệt, căn bản không có khả năng giết được hắn. Tào Ưng chứng kiến Trương Nhật Trừng thể hiện ra thực lực cường đại, lập tức muốn lui, bay ra thanh huyền cát. Trốn, chạy thoát sao? Trương Nhật Trần phóng ra tư thường lực, hoàn toàn tập trung Tào Ưng, duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời. Bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh, một tia chớp to như chén ăn cơm xẹt qua thiên khung, giống như một lưỡi dao bổ xuống. Ầm ầm, toàn bộ Liên Nguyên Thành lắc lư một cái. Vị trí cửa thành xuất hiện một hố to, đường kính 10 trượng cháy đen. Trên đường phố chung quanh tất cả đều là điện văn rộng rạp chằng chịt, giống như con dung nhúc nhích. Trong hầm nằm một thi hài cháy đen, đúng là Tào Ưng vừa rồi đào tẩu. Trong thanh huyền cát, Trương Nhật Trần đứng dậy, lấy đi song tử đoạt hồn thương của Phương Kiệt, sau đó bước ra ngoài, nói: lão bản, ba ngày sau ta đi vô giọng khách điếm ở quận thành tìm ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đợi đến lúc thoại âm của Trương Nhật Trần rơi xuống, sớm đã biến mất khỏi thanh huyền cát, xuất hiện ở cửa thành, đứng bên cạnh hô to. Trương Nhật Trần gỡ xuống bộ kiếm của Tào Ưng thu vào, sau đó nghênh ngang rời đi. Chiến binh của Phương Kiệt và Tào Ưng đều là chân vũ bảo khí đỉnh cấp, có thể dùng để thăng phẩm cấp cho trầm uy cổ kiếm. Tào Ưng bị sét đánh chết ở Liên Nguyên Thành đã tạo thành oanh động cực lớn. Tào Ưng và Phương Kiệt tuyệt đối là cường giả tà đạo, đại danh đỉnh đỉnh, ở trong mắt võ giả Liên Nguyên Thành càng là nhân vật giống như ba đầu. Cao thủ như thế lại bị một nam tử thần bí trẻ tuổi đánh chết, có thể tưởng tượng tin tức truyền đi không lâu sau nhất định sẽ chấn động toàn bộ Thanh Vương Quận. Trong Thanh Huyền Các, một linh hiên nhìn chằm chằm phương hướng nam tử thần bí ly khai, ánh mắt lộ ra hào quang nóng bỏng, nói: hắn là Trương Dương Trần, hắn nhất định là Trương Nhật Trần. Đang muốn đuổi theo nhưng lại bị Đoan Mộc Nhã ngăn lại. Linh Hy, Trương Nhật Trần đã chết ở trong tay Cửu Kiếm Thánh, hắn không phải Trương Nhật Trần, con không nên làm như vậy, Đoan Mộc Nhã nói. Mộc Linh Hy không ngừng lắc đầu, nói: hắn nhất định là Trương Nhật Trần, dù hắn đeo mặt nạ con cũng nhận ra bóng lưng của hắn, dù hắn hóa thành tro con cũng có thể nhận ra. Cô, chúng ta đi truy hắn, bảo hắn tháo mặt nạ xuống, hắn nhất định là Trương Nhật Trần. Đoan Mộc Nhã ăn giải độc đan, một bên vận chuyển chân khí chữa thương, một bên thở dài, nói: người này tinh thần lực đại sư, mà Trương Nhật Trần chủ tu kiếm đạo, căn bản không thể nào là một người. Trương Nhật Trần cũng là tinh thần lực đại sư, Mộc Linh Hy nói. Đoan Mộc Nhã chứng kiến bộ dạng hưng phấn tung tăng kích động của Mộc Linh Hy, đột nhiên lại cải biến cách nghĩ, để nàng cho rằng Trương Nhật Trần còn sống, ít nhất có thể để nàng nhanh tỉnh lại, tổ hồ cũng không phải chuyện xấu. Đoan Mộc Nhã cười nói: được rồi, có lẽ hắn thật là Trương Nhật Trần. Ba ngày sau con theo ta đi vô giọng khách điếm, đến lúc đó là nghiệm chứng thương phục của hắn cũng không muộn. Hiện tại chúng ta phải lập tức chạy về quận thành, liên lạc phân đà chủ các nơi, bảo bọn hắn ẩn mình, toàn lực đề phòng huyết dân tông. Đồng thời chúng ta cũng phải nhanh chóng bẩm báo tin tức lên, để đại tế tự sớm làm ra sách lược ứng đối. Huyết dân tông đã ra tay với chúng ta, như vậy phân đà quận phủ khác đoán chừng cũng bị công kích. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải ngăn cản làn sóng công kích này, đứng dừng gót chân ở Đông Dược Tà Thổ.
Mộc Linh Hy tin tưởng nam tử vừa rồi là Trương Nhật Trần, bởi vì tâm tình của nàng đã khá nhiều, bắt đầu phân tích tình thế, chăm chú tự hỏi. Cô, tuy Phương Kiệt và Tào Ưng đều là cao thủ ta đạo nhất đẳng, nhưng bọn hắn ở Huyết Dương Tông chỉ có thể xếp hạng thứ 8 và thứ 9. Trên bọn hắn còn có vài người còn lợi hại hơn. Lần này Huyết Dương Tông chết hai cao thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau ra tay nhất định sẽ phái sát thủ càng cường đại hơn. Đoan Mộc Nhã nói. Lúc này đây, sở dĩ lâm vào hiểm cảnh là bởi vì có người để lộ hành tung của ta. Nói cách khác, có người hắc thị tìm phục ở bên cạnh chúng ta. Trước thành trường đội ứng là chậm rãi cùng với Huyết Vân Tông. Ta tin tưởng hiện tại hắc thị cũng không dám quá mức đắc tội chúng ta. Tối đa chỉ công kích phạm vi nhỏ, muốn thăm dò điểm mấu chốt của thần giáo. Huống hồ địa phương môn đã quy thuận thần giáo, đối Huyết Dương Tông thực muốn khai chiến, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Sát thủ địa phương môn dẫn du kiến ở nơi bí mật cũng là thời điểm dùng tới rồi. Địa phủ môn đã từng là thế lực dưới cờ hắc thị, có thể nói bá chủ tà đạo ở Thiên Ma Lĩnh. Bất quá bọn hắn đắc tội đến nhất, không thể không quy thuận bái người ba giáo. Hiện tại bọn hắn thuộc Đoan Mộc Nhã quản lý, chính là lá bài tẩy của Đoan Mộc Nhã. Mộc Linh thì nhẹ gật đầu nói, đã như vậy chúng ta trước về quận thành nhìn thấy biên khóa. Ngay cùng ngày, Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Nhã phản hồi quận thành Thanh Vân Quận. Sơn môn Huyết Vân Tông tu kiến ở bên ngoài trị thần sơn lĩnh, giấu ở trong quần sơn. Nếu không có người dẫn đường, ngoại nhân rất khó tìm được đường lên núi. Giờ phút này, một đội lưu ly kỵ sĩ dọc theo đường núi đi tới dưới sơn môn của Huyết Vân Tông. Trước lưu ly kỵ sĩ, hai con huyễn tử nghi thú kéo xa giá hoa lệ cũng đi theo ngừng lại. Hồng Dục Tinh Sứ mặc áo dài màu đỏ, bên ngoài khoác cầu bào, vén rèm xe từ trong xe đi xuống. Thân hình của nàng thướt tha yếu điệu, da thịt tuyết trắng, thân thể mềm mại bị một đoàn sương mù màu đỏ bao phủ, khiến nàng càng thêm vài phần mông lung và thần bí. Đôi chân ngọc trần trụi của Hồng Dục Tinh Sứ đạp ở trên hư không, giống như yêu tinh trong đêm tối đi vào Huyết Vân Tông. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ và Lưu Ly kỵ sĩ và giả Huyết Vân Tông giao nhau quỳ xuống hành lễ, không dám thở mạnh. Từ Hồng ở nơi nào? Hồng Dục Tinh Sứ hỏi. Tông chủ ở đại điện. Dẫn đường. Một võ giả Huyết Vân Tông dẫn Hồng Dục Tinh Sứ đến bên ngoài đại điện, liền cung kính lui xuống. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng giờ phút này ngồi ở trên ghế, bàn tay vỗ mạnh, bành, cái bàn trước mặt bị đánh cho lõm xuống, lưu lại một tu ấn to lớn. Phế giật, hai người các ngươi đồng thời đi ám sát Đoan Mộc Nhã, rõ ràng còn thất bại, chết chưa hết tội, thực sự là chết chưa hết tội. Từ Hồng cực kỳ tức giận, trong mắt lộ ra tơ máu. Cùng lúc đó, một cổ khí kình cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Phía dưới, tất cả đệ tử Huyết Vân Tông đều quỳ xuống, thân thể bọn hắn không ngừng run rẩy, cực kỳ sợ hãi Từ Hồng, bởi vì phẫn nộ mà thi triển ra hấp thực bách luyện công, hấp bọn chúng thành thây khô. Từ tông chủ, xảy ra chuyện gì? Vì sao tức giận như thế? Hồng Dục Tinh Sứ chân đạp hư không. Từ tông chủ, xảy ra chuyện gì? Vì sao tức giận như thế? Hồng Dục Tinh Sứ chân đạp hư không, từ ngoài cửa lớn đi vào, đứng ở giữa đại điện. Nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ, Từ Hồng lập tức thu hồi lửa giận, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi xuống cầu thang, không ngồi cúi đầu, nói: bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Tuy Từ Hồng là nhất tông chi chủ, hơn nữa tu vi của hắn cùng viễn siêu Hồng Dục Tinh Sứ, đang đến người lòng cầu biến, nhưng hắn căn bản không dám xì diện ở trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ. Bởi vì Hồng Dục Tinh Sứ không chỉ là tinh sứ do hắc thị nhất phẩm đường lựa chọn ra, còn là đệ tử của Huyễn Thánh. Huyết Vân Tông có thể xưng vương xưng bá ở Thanh Vân Quận, là nhờ Huyễn Thánh cho chỗ dựa. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn một đám đệ tử Huyết Vân Tông nói: các ngươi đều lui xuống trước đi. Đám đệ tử Huyết Vân Tông đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài. May mắn Hồng Dục Tinh Sứ đột nhiên giá lâm, để bọn hắn tránh được một kiếp. Hồng Dục Tinh Sứ đứng ở giữa không trung, nên bước đi về phía trước, đi đến bảo tọa tông chủ, không chút khách khí ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua cái bàn, cười nói: Từ tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Từ Hồng nói: thu được ý chỉ của cấp trên, hôm nay ta phái Phương Kiệt và Tào Ưng đi ám sát tổng đại chủ của ma giáo ở Thanh Dương Quận. Nhưng hai người bọn họ không chỉ ám sát thất bại, ngược lại còn chết ở trong tay một người thần bí. Thật sự là hai phế vật. Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Phương Kiệt và Tào Ưng đều là sát thủ ba danh top 10 của Huyết Vân Tông, rõ ràng bị giết ở trên địa bàn của mình, cũng khó trách Từ Hồng sẽ tức giận như thế. Bồi dưỡng một sát thủ không dễ dàng, muốn bồi dưỡng được sát thủ đỉnh cấp như Phương Kiệt và Tào Ưng thì càng không dễ dàng.
Chuyện của ngươi tự mình giải quyết đi. Ngón tay của Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh, lại nói: lần này bản Tinh Sứ đến là báo cáo cho ngươi hai sự tình. Thứ nhất, tạm thời đình chỉ hành động với Bái Nguyệt Ba Giáo. Tư Hồng cực kỳ khó hiểu, hỏi: vì sao? Hồng Dục Tinh Sứ nói: trận chiến ở Đông Dực Thánh Thành đã chọc giận Trần Gia và Vũ Thị Tiền Trang. Trần Gia dùng danh nghĩa triều đình điều động 280 vạn quân đã tập kết ở bên kia Thường Sơn, tùy thời chuẩn bị tiến công Đông Dực Tà Thổ. Nếu không cho Đông Dực Tà Thổ trả giá, đoán chừng đại quân sẽ không rút lui. Cùng lúc đó, Vũ Thị Tiền Trang cũng điều động một nhóm lớn cao thủ tiến vào Đông Dực Tà Thổ, muốn trả thù Hắc Thị. Bởi vậy phía trên quyết định hành động với Ma Giáo trước để xuống, tập trung lực lượng đánh lui triều đình và Vũ Thị Tiền Trang. Tư Hồng trầm tư một lát, nói: có thể tạm thời đình chỉ đối phó Ma Giáo, nhưng người giết chết Vương Kiệt và Tào Ưng phải chết. Người muốn giết ai ta sẽ không quản, nhưng nhất định không thể làm trễ nải đại sự. Hồng Dục Tư Sứ nghiêm túc nói: còn chuyện thứ hai, bởi vì trận chiến ở Đông Dực Thánh Thành có rất nhiều thế lực Hắc Thị tiềm phục ở Đông Dực Thần Thổ bao lộ, hiện tại bọn hắn muốn dời về Đông Dực Tà Thổ, an trí bọn họ như thế nào là một vấn đề không rõ. Sư tôn ý tứ là để một bộ phận trong đó sát nhập vào Huyết Dân Tông do ngươi quản lý. Tư Hồng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng cúi đầu nói: đà tạ Huyễn Thánh. Xin Hồng Dục Tinh Sứ thay bản tôn thỉnh đàn Huyễn Thánh đại nhân. Ngày khác bản tôn nhất định chuẩn bị một phần hậu lễ tự mình đưa đến huyện cốc. Hồng Dục Tinh Sứ cười cười đứng dậy, thân hình đi ra ngoài, thanh âm cực kỳ ngọt ngào nói: từ tông chủ, tấm lòng của ngươi sư tôn nhất định sẽ nhớ kỹ. Đương nhiên, nếu tương lai Huyết Dân Tông phát triển thành tông môn tam lưu, ngàn vạn lần không nên quên hôm nay là ai dìu dắt ngươi. Sẽ không quên, chắc chắn sẽ không quên. Hồng Dục Tinh Sứ cũng không quay đầu lại, nói: gần đây, trong thời gian ngắn, 27 quân ở sát trị Thần Sơn Lĩnh nhất định sẽ xuất hiện cục diện long tranh hổ đấu. Ta tạm thời ở Thanh Dương quận, nếu có tin tức gì, ngươi tùy thời có thể tới quận thành tìm ta. Tư Hồng đưa mắt nhìn Hồng Dục Tinh Sứ ly khai, trong lòng vẫn hết sức kích động. Thế lực Hắc Thị ở Đông Vực Thần Thổ rút lui trở lại, nhất định sẽ có một nhóm lớn quy về Huyết Vân Tông, đủ để cho thực lực của Huyết Vân Tông trong thời gian ngắn tăng cường mấy lần. Huyết Vân Tông phát triển trở thành tông môn tam lưu đã ở trong tầm tay. Bất quá đại quân triều đình lại là sự tình cực kỳ đau đầu. Nếu đại quân triều đình xuyên qua Trị Thần Sơn Lĩnh, như vậy đúng mũi chịu sào chính là Huyết Vân Tông. Cũng không biết lúc này đây triều đình đến cùng có bao nhiêu quyết tâm. Tư Hồng dần dần tỉnh táo lại, nghĩ tới Phương Kiệt và Tào Ân chết, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh như băng, trầm giọng nói: người đâu, gọi là thi tới, bản tông có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Dân. Bên ngoài đại điện, một bóng người vào đen lập tức lui xuống, La Thi, sát thủ thứ tư của Huyết Vân Tông. Tu vi đã đạt tới Ngư Long Thất Biến, đã từng ám sát qua một vị Ngư Long Bát Biến, hơn nữa thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tư Hồng phân tích qua thực lực của người thần bí giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng, người đó là một tên thực lực đại sư. Tên thực lực đại sư đúng là rất lợi hại, nhưng sát thủ giỏi về che giấu khí tức lại là khắc tinh của tên thực lực đại sư. Tu vi của La Thi ở trong Huyết Vân Tông cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng liệm khí thuật của hắn lại là người cao minh nhất. Một sát thủ chỉ cần có thể tới gần tư thực lực đại sư muốn giết chết hắn còn không phải chuyện dễ dàng. Do La Thi ra tay đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Tư Hồng hư lạnh, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hai tay kìm lòng không được nắm chặt. Trương Nhật Trần đi ra Liên Nguyên Thành cũng không có lập tức tiến về quận thành, mà tìm một đường núi hoang bí ẩn, sau đó tiến vào thế giới trong tranh. Cùng Đao Mộc Nhã ước định thời gian còn có 3 ngày, vừa vặn mượn 3 ngày này lại để thăng thực lực bản thân lên một đoạn. Nếu tiến vào thế giới trong tranh tu luyện, thời gian của Trương Dược Trừng có thể nhiều ra gấp 10 lần, cũng chính là 1 tháng. Thân phận tên thực lực đại sư là một biện pháp che giấu tay mắt người rất tốt. Đã như vậy, trước tăng tên thực lực lên, trong vòng 1 tháng có thể tăng cường độ tên thực lực lên tới cấp 44. Trương Dược Trừng xếp bằng ở dưới tiếp thiên thần mộc, phun ra đút vào linh khí, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân, tranh thủ đạt tới cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hiện tại cường độ tư thực lực của hắn đạt tới cấp 43 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến cấp 44. Chỉ cần có thể tăng cường độ tư thực lực lên tới cấp 44, như vậy thực lực của hắn có thể đánh với Ngư Long Bát Biến một trận. Tu luyện tư thực lực cực kỳ gian nan, có đôi khi nhìn như chỉ thua kém một bước, nhưng một bước kia lại như rảnh trời, làm sao cũng vượt qua không được. Đương nhiên tư thực lực mỗi tăng lên một cấp, thực lực sẽ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều chỉnh tốt tâm tình, Trương Nhật Trần mới lấy Hồng Quang Dục Chi ra đặt ở trước người. Hồng Quang Dục Chi rất lớn, cao tới 4 mét, giống như một bông sen nở rộ. Thân thể Trương Nhật Trần so với đó lộ ra cực kỳ nhỏ bé.
Hồng Quang Dục Chi trên thực tế là chóp mào của Sinh Vương Bản Giao, có thể nói chi bảo tăng lên từ thực lực. Sinh Vương Bản Giao bình thường thay ngán cho Hồng Quang Dục Chi, đương nhiên không có khả năng trợ giúp từ thực lực của Trương Nhật Trừng từ cấp 43 tăng lên tới cấp 44. Nhưng cây Hồng Quang Dục Chi này là do Ô Quốc Gia Vương thay ngán ra, cơ hồ ngưng tụ tinh thần và trí tuệ cả đời của Ô Quốc Gia Vương. Chỉ cần luyện hóa đó là dùng bản thánh giao huyết, Trương Nhật Trừng có 9 thành nắm chắc, tên thực lực lên tới cấp 44. Trương Nhật Trừng bay lên đến vị trí trung tâm của Hồng Quang Dục Chi, ngồi xuống dựa theo phương thức tu luyện của Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, vận chuyển chân khí. Huyền Thai Bình Ma Thiên, chân khí trong khí hải theo 36 kinh mạch tuôn ra, sau đó lại hội tụ đến vị trí rốn, hình thành một luồng khí xoáy. Rốn được xưng là tiên thiên chi căn, người trong thời kỳ hài nhi dùng cuốn rốn của mình cùng huyết mạch của mẫu thân tương liên, từ đó có thể sống sót và phát triển. Ly khai mẫu thân, tuy cuốn rốn bị cắt bỏ nhưng tác dụng của rốn lại không có hoàn toàn biến mất. Tu luyện giả sử dùng một ít phương pháp đặc thù có thể dư rốn mở ra khí hải thứ hai, xưng là huyền thai. Chỉ cần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tới tầng thứ 5 tới cảnh giới nhất định, có thể mở khí hải thứ hai tu luyện ra huyền thai. Chỉ có điều hiện tại Trương Nhật Trừng mới bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, chỉ có thể ở dưới rốn ngưng tụ ra một vòng xoáy chân khí. Oanh, vòng xoáy tách ra, chân khí tự như khí trụ từ trong 10 vạn lỗ chân lông tuôn ra, chuyển hóa thành ngọn lửa màu xanh, hình thành một mảnh hỏa vân bao vây Hồng Quang Dục Chi đường kính 9 mét lại. Sau đó chân khí luyện hóa Hồng Quang Dục Chi thành một mịn, vận chuyển vào rốn, lan khắp 36 kinh mạch. Liên tiếp trải qua 15 ngày luyện hóa, Trương Nhật Trừng mới hoàn toàn hấp thu Hồng Quang chi nhục vào cơ thể, dung nhập huyết dịch, chân khí, gân cốt chuyển hóa thành một bộ phận của thân thể. Đồng thời hắn cũng uống rất nhiều bán thánh giao huyết, dùng cái này đến ổn định lực lượng cường đại của Hồng Quang Dục Chi. Làm cho Trương Nhật Trừng bất ngờ là tinh hoa của Hồng Quang Dục Chi và bán thánh giao có hơn phần nửa sắp nhập vào cốt cách, khiến cho tu vi võ đạo trước một bước đột phá, đạt tới Ngư Long Tam Biến. Ngư Long Tam Biến được sương luyện cốt hóa ngọc, đạt tới Ngư Long Tam Biến, cốt cách trong cơ thể Trương Nhật Trừng giống như toàn bộ biến thành bạch ngọc, ông ánh sáng long lanh, tản mát ra quang mang trắng buốt. Mặc dù cách một lớp da và huyết dục, như trước có thể trông thấy hình thái cốt cách. Toàn thân hắn 206 khối xương cốt, toàn bộ đều giống như có được tánh mạng, tự động hấp thu linh khí, xương cốt không ngừng hút linh khí vào. Nhiều lần rèn luyện đều cốt cách trở nên càng thêm cứng cỏi, ngay cả cốt tủy tự hồ cũng biến thành ngọc tủy. Trương Nhật Trừng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng thân thể ít nhất tăng cường gấp 2. Lại trải qua 5 ngày luyện hóa, Trương Nhật Trừng hoàn toàn hấp thu Hồng Quang Dục Chi, không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, cường độ từ thực lực trùng kích đến cấp 44. Trương Nhật Trừng đứng dậy, duỗi ra một bàn tay, xoẹt một tiếng, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên điện cầu màu tím, pháp thuật cấp 1, lôi điện viên hình. Trước đó Trương Nhật Trừng không có tu luyện qua loại pháp thuật này, nhưng dùng cường độ từ thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần trong đầu nhớ lại nguyên lý pháp thuật cấp 1, có thể tiện tay thi triển pháp thuật cấp 1. Nói cách khác, cường độ từ thực lực đạt tới cấp 44, Trương Nhật Trừng có thể tùy ý sử dụng bất luận loại pháp thuật cấp 1 nào. Đương nhiên, hắn muốn thi triển ra pháp luật cấp 2 cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải tốn hao mấy ngày đi nghiên cứu mới có thể luyện thành. Về phần pháp thuật cấp 3 và pháp thuật cấp 4 thì cần tốn hao càng nhiều thời gian đi nghiên cứu. Mặc dù hắn còn không có tu luyện pháp thuật uy lực cường đại, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ kỳ thật đã đủ để chống lại Ngư Long Bát Biến. Hơn nữa cường độ tư thực lực của hắn vẫn chỉ là vừa mới đạt tới cấp 44. Theo cường độ tư thực lực không ngừng đề thăng, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Tương lai coi như dùng sức một mình chống lại một đám Ngư Long Cửu Biến cũng không phải việc khó. Nếu có thể đề thăng tư thực lực lên một cấp, đạt tới cấp 45, sẽ lập tức tấn thăng thành tư thực lực bán thánh. Từ cấp 44 đến cấp 45 chỉ kém một cấp, nhưng khoảng cách trong đó không phải thường dân có thể tưởng tượng. Một cái dưới đất, một cái trên trời. Trương Nhật Trừng lại tốn 6 ngày thuần thục khống chế tu vi võ đạo và tư thực lực mới tăng, củng cố cảnh giới xuống. Thời gian đã không sai biệt lắm, trước đi quận thành giao dịch thánh thạch. Trương Nhật Trừng đứng dậy, gõ gõ trong bụi trên vai, đi ra thế giới trong tranh, lại tới đuôi hoang bên ngoài Liên Nguyên Thành. Liên Nguyên Thành cách Thanh Vân quận thành 1.200.000 dặm. Người bình thường dùng một ngày hành tẩu trăm dặm cũng có 4 tháng mới có thể tới. Nhưng Trương Nhật Trừng là tư thực lực đại sư, tốc độ đi đường tự nhiên viễn siêu người bình thường. Bùng lôi thuật. Trương Nhật Trừng điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành lực lượng lôi điện, từng đạo điện quang ngưng tụ ở xung quanh thân thể. Trên vùng quê vang lên tiếng lôi minh. Trương Nhật Trừng giống như hóa thành thiểm điện, nhảy vào tầng mây, bay lên bầu trời. Bùng lôi thuật chỉ là pháp thuật lôi hệ một cấp, cũng không tính cao minh cỡ nào. Nhưng ai bảo từ thực lực của Trương Nhật Trừng cường đại, dù chỉ là pháp thuật cấp 1 cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại,
tốc độ tăng lên tới trình độ cực kỳ khủng bố. Hoàng hôn, Trương Nhật Trần rốt cuộc đến bên ngoài Thanh Vân quận thành, từ trong tầng mây vọt ra rơi xuống mặt đất. Xoẹt xoẹt, điện quang trên người dần dần tán đi. Khó trách tinh thực lực đại sư lợi hại hơn giỏi giả nhất định phải đạt tới bán thánh mới có thể cách mặt đất phi hành. Nhưng tinh thực lực đại sư thi triển ra một loại pháp thuật có thể dễ dàng phi thiên đồn địa. Trương Nhật Trần cảm thán nói. Trương Nhật Trần lại không biết đó là bởi vì tinh thực lực của hắn cường đại, cho nên mới có thể liên tục không ngừng thi triển pháp thuật phi hành vạn dặm. Nếu đổi thành tinh thực lực đại sư, tinh thực lực chỉ có cấp 40, đoán chừng sớm đã bị chết. Nhìn tường thành đen nhánh, sông đào rộng trăm trượng, tế đàn cao ngất, pháp trận thẳng tắp vào vân tiêu, Thanh Vân quận thành so với Liên Nguyên thành không biết lớn hơn bao nhiêu lần, cho người một loại cảm giác trầm trọng. Một tòa cổ thành, trong mắt võ giả tà đạo, hết thảy đều dùng lợi ích làm căn bản sinh tồn. Nắm đấm quả lớn, người đó là chân lý. Bọn hắn luôn chia rẽ, căn bản không hiểu được làm sao thống trị thiên hạ, cũng không biết làm sao dạy bảo lê dương bách tính. Tóm lại một câu, ở vùng đất hỗn loạn này có thể chứng kiến một cổ thành trật tự như thế, đúng là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào quận thành, Trương Nhật Trần cũng không có lập tức đi tới vô vọng khách điếm, mà đi tới cửa hàng, mua một chiếc xe. Mang thú kéo xe là độc giác viên hổ cấp 3 hạ đẳng, thân hình uy mãnh, lực lớn vô tận. Tại sao phải mua xe? Xe là dùng để vận chuyển linh tinh mua sắm thánh thạch. Đoàn Mộc Nhã đã từng nói qua, nào có thể điều động 3 viên thánh thạch, dựa theo giá cả một viên thánh thạch 1.100 vạn linh tinh. Muốn mua 3 viên thánh thạch, Trương Nhật Trần phải chuẩn bị 3.300 vạn viên linh tinh. Trương Nhật Trần đã biết Mộc Linh Hy và Đoàn Mộc Nhã ở cùng một chỗ, tự nhiên không thể sử dụng không gian giới chỉ, chỉ có thể trước chứa linh tinh trong xe, sau đó lại đi giao dịch thánh thạch. Trương Nhật Trần tin được Mộc Linh Hy, nhưng hắn đi vào Đông Vực Tà Thổ là muốn giết chết thiếu chủ Nhất Phẩm Đường, toàn bộ hành động cực kỳ nguy hiểm, hắn không muốn Mộc Linh Hy dính vào. Bởi vậy hiện tại vẫn không thể cho Mộc Linh Hy biết thân phận chân thực của mình. Dù muốn nói cho nàng cũng phải chờ giết chết đến dứt xong đã. Đi tới cách vô vọng khách điểm không xa, Trương Nhật Trần hơi ngừng lại, phóng ra tinh thực lực dò xét hoàn cảnh chung quanh một lần. Vô luận đó như thế nào, Đoàn Mộc Nhã cũng là người ba giáo, vạn nhất nàng thật phục kích Trương Nhật Trần cũng hợp tình hợp lý. Trương Nhật Trần đương nhiên phải cẩn thận, nếu Đoàn Mộc Nhã muốn giết người cướp của, hắn cũng có thể kịp thời ứng đối. Chung quanh vô vọng khách điếm không có bài phục, bái nguyệt ba giáo làm việc quả nhiên càng có nguyên tắc hơn khắc thị. Trương Nhật Trần cười cười, thu tinh thực lực, lái xe đi tới bên ngoài vô vọng khách điếm. Đoàn Mộc Nhã đứng ở trên tầng thứ tư, xa xa chứng kiến xe của Trương Nhật Trần, vì vậy lập tức phái người đi dẫn Trương Nhật Trần vào vô vọng khách điếm. Xe chạy nhanh vào vô vọng khách điếm, đi thẳng tới hậu viện. Lúc này màn đêm đã buông xuống, sắc trời hơi tối. Trong vô vọng khách điếm treo đèn lồng ngũ sắc, chiếu cảnh đêm đủ mọi màu sắc, cực kỳ mông lung, cho người một loại cảm giác không chân thực. Đoàn Mộc Nhã mặc váy dài màu trắng, đứng ở dưới đèn lồng, trông thấy xa giá đi tới, không khỏi cười nói: Trương công tử, lá gan của ngươi thật lớn. Người Huyết Chân Tông đang ở bốn phía tìm ngươi, ngươi lại còn dám nghênh ngang đi vào quận thành. Xe ngừng lại, Trương Nhật Trần chân đạp càng xe, rơi xuống mặt đất, nói: Lão bản, thánh thạch đâu? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta còn không biết người bằng thánh thạch? Đoàn Mộc Nhã đi về phía Trương Nhật Trần, bộ ngực nhẹ nhàng rung rung, mỗi một đường cong tựa hồ đều tản mát ra phong tình dụ người. Trương Nhật Trần chỉ cảm thấy làn gió thơm nhàn nhạt lao qua, vì vậy kìm lòng không được, lui về phía sau một bước. Đoàn Mộc Nhã lộ ra thần sắc u oán, nói: Trương công tử, sao không hiểu phong tình như thế? Ở Liên Nguyên Thành, người ra tay đánh chết Phương Kiệt và Tào Ưng, ta cực kỳ cảm kích, nhưng muốn biểu đạt lòng biết ơn. Vì sao người còn muốn trốn ta? Người làm như thế không phải để người ta thương tâm sao? Trương Nhật Trần nói: Nếu lòng bản thực cảm kích thì nhanh giao 3 viên thánh thạch cho tại hạ. Thánh thạch quá trân quý, ta cũng không làm chủ được, bằng không ta trao mình cho Trương công tử. Đoàn Mộc Nhã đi đến trước người Trương Nhật Trần, khoảng cách gần quan sát ánh mắt và thân hình, trong lòng thầm nghĩ, thân hình người này thật đúng là rất giống Trương Nhật Trần. Chẳng lẽ đúng như Linh Hy nói, hắn là Trương Nhật Trần? Bá, Đoàn Mộc Nhã ra tay rất nhanh, muốn đi vạch trần mặt nạ của Trương Nhật Trần. Giờ phút này Đoàn Mộc Nhã và Trương Nhật Trần chỉ cách 2 bước, dùng tốc độ của tu sĩ Ngư Long lục biến, tay của nàng chớp mắt là có thể xuyên qua khoảng cách 2 bước. Xuất kỳ bất ý ra tay, dù tu vi của đối phương lại cao, nàng cũng có nắm chắc tháo xuống mặt nạ. Ngón tay của Đoàn Mộc Nhã sắp chạm vào cái cổ của Trương Nhật Trần, đột nhiên Trương Nhật Trần lui ra rồi xuống trên xe mang thú. Trương Nhật Trần trên cao nhìn xuống Đoàn Mộc Nhã, thanh âm lạnh lùng nói: Lão bản, ngươi có ý gì? Đoàn Mộc Nhã cười nói:
Trương công tử không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn nhìn tinh thần lực đại sư một chiêu giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng đến cùng là bộ dáng gì mà thôi. Ánh mắt Trương Nhật Trần nhìn thoáng qua một phương hướng, phát hiện khí tức của một linh thi. Chẳng lẽ các nàng đã hoài nghi thân phận của ta? Trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ. Trong mắt của Trương Nhật Trần xoay chuyển, quyết định nhanh chóng hoàn thành giao dịch, sau đó lập tức ly khai, miễn cho sinh ra biến cố. Vì vậy hắn cố ý làm ra vẻ tức giận, trầm giọng nói: chuyện vừa rồi ta coi như chưa phát sinh qua. Lão bản, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giao dịch chưa? Trương Nhật Trần nhảy xuống, từ trong xe lấy ra một cái rương sắt. Trong rương chứa một khối linh tinh màu đỏ cực lớn, cao chừng người lớn, giống như thượng thạch mỹ lệ, tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Theo rương sắt mở ra, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng kéo lên. Trương Nhật Trần nói: viên linh thạch hỏa thuộc tính đỉnh cấp này nặng 10 vạn 5 ngàn cân, đủ để phân cách thành 8.000 viên linh tinh đỉnh cấp. Lão bản, ngươi xem phẩm chất của nó như thế nào? Đoàn Mộc Nhã cẩn thận quan sát linh tinh, tán thưởng nhẹ gật đầu. Trên linh tinh ẩn chứa giao khí nồng đậm, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là từ trong cơ thể Giao Dương bóc ra. Không sai, viên linh tinh này đúng là từ trong cơ thể Ô Quốc Giao Vương đào ra. Hai tay Đoàn Mộc Nhã ôm ở trước ngực cười nói: 8.000 viên linh tinh đỉnh cấp tương đương với 800 dạng viên linh tinh bình thường, cách 3.300 dạng viên linh tinh còn kém xa lắm. Trương Nhật Trần chỉ cười cười, lại từ trong xe lấy ra một cái rương. Trong rương lại là một sợi giao ngân, ngân giao vương, giá trị tương đương 300 vạn viên linh tinh bình thường. Giao ngân và linh tinh đỉnh cấp giá trị 1.100 vạn miếng linh tinh, đã có thể đổi một viên thánh thạch. Trương công tử, nếu ngươi còn có bảo vật khác, tốt nhất lấy ra hết luôn đi. Đoàn Mộc Nhã cười nói: không có, chỉ có như vậy. Trương Nhật Trần lại nói: nếu lão bản tin được ta, ngày mai ta có thể mang đến cho ngươi một khung xương giao dương nguyên dạng. Vốn Trương Nhật Trần định đưa ra cốt cách Ô Quốc Giao Vương đến vô vọng khách điếm, nhưng cốt cách Giao Vương quá lớn, dài hơn 100 mét, còn trầm trọng hơn một ngọn núi, đồng giác viêm hổ căn bản kéo không nổi. Bởi vậy Trương Nhật Trần chỉ có thể trước mang đến linh tinh và giao ngân. Đoàn Mộc Nhã nghĩ nghĩ, sau đó nói: nếu ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta xem mặt mũi của ngươi, ta sẽ tin ngươi. Hơn nữa ta lập tức giao ba viên thánh thạch cho ngươi. Đúng lúc này, một linh hy bưng ra ba viên thánh thạch từ trong bóng tối đi ra, đứng ở bên cạnh Đoàn Mộc Nhã. Bất quá ánh mắt của một linh hy trong veo, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào trên người Trương Nhật Trần, ngay cả mi mắt cũng không nháy mắt một cái. Che giấu, còn muốn che giấu đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin? Khoảng cách gần, nhìn nam tử kia, một linh hy càng thêm xác định hắn là Trương Nhật Trần. Nếu không phải Đoàn Mộc Nhã sớm phân phó nàng nhất định phải tỉnh táo, nói không chừng nàng đã vọt tới muốn tự tay tháo xuống mặt nạ, sau đó ở trước mặt chất vấn hắn. Trương Nhật Trần tự nhiên không có khả năng tháo mặt nạ xuống. Lão bản đã không có tín nhiệm, vậy chúng ta trước giao dịch một viên thánh thạch, ngày mai ta sẽ mang đầy đủ linh tinh đến giao dịch hai viên thánh thạch còn lại. Trong mắt Đoàn Mộc Nhã lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Đoàn Mộc Nhã lại không có đi bức bách hắn, dù sao thực lực của đối phương còn ở đó, nếu chọc giận hắn chẳng phải là lăng không dẫn tới một đại địch. Một linh hy lại không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp đi về phía Trương Nhật Trần, khẽ kêu đói: Trương Nhật Trần, ngươi còn muốn che giấu tới khi nào? Ngươi đã còn sống vì sao không dám dùng chân diện mục gặp ta? Ngươi không tin ta sao? Trương Nhật Trần. Thần sắc của Trương Nhật Trần cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đói: thánh nữ điện hạ, chỉ sợ ngươi nhận lầm người. Bá. Trương Nhật Trần duỗi ra một tay, năm ngón tay tạo thành trảo hình, cách nam trượng lấy đi một viên thánh thạch thu vào ống tay áo, sau đó hắn xoay người rời đi, đi ra vô vọng khách điếm. Trương Nhật Trần, ngươi đừng đi. Một linh hy thi triển thân pháp rất nhanh đuổi theo, nhưng nàng vừa mới đuổi tới bên ngoài vô vọng khách điếm đã mất đi bóng dáng của Trương Nhật Trần. Đoàn Mộc Nhã đi tới sau lưng một linh hy có chút lo lắng, nói: linh hy, thân hình người này đúng là rất tương tự Trương Nhật Trần, nhưng chưa hẳn là hắn. Người chết không thể sống lại, con cần gì phải chấp nhất như thế? Một linh hy mím chặt môi, con mắt cực kỳ chua xót, ngực đau đớn chạy ra nước mắt óng ánh, si ngốc nói: cô, ngài nói gì cái gì? Hắn đứng ở đối diện con lại không dám tháo mặt nạ xuống, chẳng lẽ hắn thật không tin con sao? Đoàn Mộc Nhã nói: con là thánh nữ thần giáo, còn có rất nhiều đại sự chờ con đi làm, ta không thể trơ mắt nhìn con trầm luân như thế. Nếu con không thể tỉnh lại, hiện tại ta sẽ đưa tin cho đại tế tự để hắn phái người ma con gì. Một linh hy tự hồ không nghe Đoàn Mộc Nhã nói, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Cô, ngài chuẩn bị cho ta một tế đàn, con muốn tự mình cởi bỏ phong ấn,
Chỉ cần con khôi phục tu vi, đến lúc đó muốn xem hắn làm sao dung được con. Không được, con dựa vào lực lượng của mình, bỏ phong ấn quá nguy hiểm, hơn nữa còn có thể tổn hại tu vi. Con vẫn là nên trở về cổ nguyên gia một chuyến, để đại tế tử giúp con cởi bỏ phong ấn. Đoan Mộc Nhã cực lực phản đối. Mục Linh Hy lại có chấp, nói: Thanh Dương quận thành và cổ nguyên giai cách xa nhau mấy chục vạn dặm, chờ con cởi bỏ phong ấn trở về, hắn đã không biết đi nơi nào. Thiên hạ to lớn, biển người mênh mông, một khi bỏ qua, con muốn tìm được hắn so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại hắn muốn trốn tránh con, nhất định là gặp việc khó gì, không muốn con liên lụy vào. Cô ngài giúp con đi, xem như con cầu ngài. Đoan Mộc Nhã bất vi sở động, không muốn giúp Mục Linh Hy. Cô ngài không nên ép con. Mục Linh Hy từ trong không gian giới chỉ lấy ra thánh nữ lệnh, nắm ở trong lòng bàn tay. Thánh nữ lệnh bay lên, hóa thành một vòng minh nguyệt sáng tỏ, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Mục Linh Hy, để khí tức trên người nàng trở nên vô cùng cường đại. Giờ phút này nàng tựa như một thánh giả uy nghiêm, đứng ở trước mặt Đoan Mộc Nhã. Trong chớp mắt, khí chất trên người Mục Linh Hy trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Đã như vậy, hiện tại ta lấy thân phận thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo, lệnh ngươi giúp ta chuẩn bị một tế đàn. Đêm nay ta muốn cởi bỏ phong ấn trên người. Đoan Mộc Nhã không thể không quỳ xuống hành lễ. Bái kiến thánh nữ điện hạ. Mục Linh Hy thu hồi thánh nữ lệnh, bước lên vị Đoan Mộc Nhã, nói: Cô ngài nên minh bạch, con cũng là bị một bất đắc dĩ, con đã không có lựa chọn khác. Con ngay cả thánh nữ lệnh cũng dùng tới, ta còn có thể nói cái gì? Được rồi, con đã hạ quyết tâm, ta sẽ giúp con một lần, hy vọng không phải hại con. Đoan Mộc Nhã nhìn Mục Linh Hy, rốt cuộc ý thức được gia đầu này đối với Trương Nhật Trần thật không ngờ tình căn thâm chủng, thật là một đoạn nghiệt duyên. Trải qua hơn trăm năm phát triển, thế lực Bái Nguyệt Ba Giáo ở Thanh Vân quận thành cực kỳ lớn, khống chế mảng lớn nội thành. Đoan Mộc Nhã dẫn Mục Linh Hy đi tới phía bắc Thanh Vân quận thành, tiến vào một trang viên chiếm diện tích 800 mẫu. Trang viên này là một cứ điểm che giấu của Bái Nguyệt Ba Giáo, rất nhiều cao thủ ba giáo đều ẩn thân ở chỗ này. Bái một khắc y nhân dáng người mạnh khảnh, bá một khắc y nhân dáng người mạnh khảnh lưng cõng một thanh kiếm từ trong trang viên lách mình đi ra, nửa quỳ trên mặt đất không người hành lễ: Bái kiến thánh nữ điện hạ, bái kiến tổng đại chủ. Trên người nàng mặc một bộ hắc y bó sát người, đeo đồ bộ màu đen, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt sáng người cùng một đôi tay tuyết trắng. Mục Linh Hy nhìn nàng, tự hồ nhận ra, nói: Tử sư muội, đã lâu không gặp. Cô gái mặc áo đen chỉ nhẹ gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Hết tập 121, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.